Xin chào anh em, hôm nay giới thiệu cho anh em tổng quan về tất cả các sản phẩm về đồ chơi bài lá bịp. Đấy, nhà mình là đại lý chuyên xỉ lẻ cung cấp tất cả các đồ chơi trên thị trường cờ bạc Việt Nam bây giờ. Đấy, thì ở đây đã có rất nhiều những mẫu mã để phục vụ cho anh em đánh bài bịp này. Đầu tiên, đây là kính áp tròng Mỹ này. Đấy, đây nữa là kính áp tròng Mỹ 2020 mới nhất bây giờ anh em nhé. Đấy, và đây là kính Hàn Quốc. Ngoài ra còn rất nhiều những đồ khác là áo đổi bài, ví đổi bài cũng có. Đấy, ví thời trang soi, ví đánh bài, bật lửa đánh bài, hộp gạt tàn nhất có hết, cả bất kể các đồ gì mà liên quan đến bài lá bịp thì anh em đều có hết. Thì anh em alo trực tiếp qua số hotline. Thì hôm nay mình sẽ làm chuyên sâu về cái máy đánh bài mã vạch bịp 2020 bây giờ. Đấy, mình sẽ chuyên sâu về cái đồ này, nó là đẳng cấp nhất bây giờ. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em và hướng dẫn anh em cách chơi và sử dụng như thế nào. Đấy, thì trên tay tôi đây là chính là cái điện thoại iPhone X Max 11. Nó có thể đánh bài, đánh chắn bịp. Đấy, miền Nam thì anh em có thể đánh lốc, đánh xì tố, xì rách, xì tẩy được hết. Miền Bắc thì anh em chơi sâm phỏng liên qua cây và có thể đánh chắn luôn. Và điều đặc biệt nhất anh em lưu ý là xem được clip này là nhà mình nay đã có thể cài trực tiếp phần mềm đánh bài bịp vào máy cho anh em, nhưng không phải là mua máy nữa. Thì anh em nào đã có điện thoại smartphone thì anh em chỉ cần alo, mình sẽ gửi link và cài trực tiếp cho anh em vào máy. Hỗ trợ là máy iPhone, Oppo và Samsung, bất kể máy gì mình cũng sẽ làm được cho anh em. Thì sau đây mình không mất thời gian, anh em nữa sẽ vào việc và thử máy, test máy luôn cho anh em. Đấy, thì dùng sạc và sạc iPhone luôn, máy như là bình thường luôn. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ mở máy vào này. Anh em chơi thì nó có một cái mã riêng cho anh em thích lấy mã như nào cũng được. Ở đây thì mình sẽ chơi thử luôn là cái trò là liêng này. Ở miền Bắc anh em hay đánh liêng, chế độ 5-6 người hay 7 người, 8 người được hết, không căn cứ vào số lượng người chơi. Thì đây là mình sẽ thử là chế độ là 4 người. Và để chế độ loa, khi anh em chơi thì anh em đeo tai nghe nhỏ như hạt đỗ, để trong tai chỉ có một mình em biết thôi. Mình sẽ thử luôn này. Máy này là để ngang, để dọc, để cao, để thấp, báo hết cho anh em nhé. Thì mình đây là để chế độ là 4 người này. Mình sẽ chia thử một vài ván để cho anh em cảm nhận là cái tổng kho xỉ lẻ bài lá bịp nhà mình như nào. Mình thử luôn anh em này, đặt này, báo luôn này. Máy báo số 1 này, thì anh em bỏ đi một cây này. 4 người này anh em chia thì bài mình nó là cao nhất này. Bỏ luôn, tôi bỏ trong teo này. Chia lại này. Chuẩn đét luôn này. Máy báo số 3 này, bỏ đi 3 cây này. 3 cây này chia này. 4 cửa này. 8 điểm này. Anh em thấy vô địch chưa? Chuẩn đét 100% này. Sau đây mình sẽ để là chế độ 5 người này. 5 người thì anh em chỉ cần ấn lên cái nút này thôi. Đó, anh em thấy nó tinh vi chưa? 5 người này anh em bỏ đi là đặt cái báo luôn này. Máy báo số 3 này anh em bỏ đi 3 lá. 1, 2, 3. Đấy, làm rất thao tác rất nhanh, 5 cửa. 8 điểm này. Chuẩn đét 100% luôn anh em thấy chưa? Thì sau đây mình sẽ thử cho anh em là đánh ván một ván 3 cây này. Cho nó nhanh này. 3 cây để anh em bỏ hết cái đầu hình như này. Đánh 3 cây. Với máy nó có một cái mã riêng. Đấy, máy này thì anh em là đánh là độ chuẩn của nó đạt là 100% luôn. Không sai, không xuyến. 3 cây, khi nào mà anh em chơi 3 cây thì anh em phải thoát ra, trở về như này. Anh em sẽ vào cái mã chơi 3 cây của nó là 8222 chẳng hạn thế. Ở đây là chế độ 4 người này. Bốc cái, anh em cứ bốc cái này. Bốc cái là bài anh em cao nhất, hoặc là nó có thể là báo là chế độ là báo bài nào ta cao nhất. Đặt cái là báo luôn anh em này, tốc độ báo bài này. Đấy, 3, 4 đều được. Đấy. Đây anh em nhìn là báo bài luôn này, đặt cái báo luôn này. Đấy, báo luôn này. 10. Báo luôn, báo rất nhanh, mình thử cái độ báo cho anh em. Đấy, 6 lá này, mình bỏ đi bốc 6 cây này. 5 này nhất, 5 này, bài tôi cao nhất này, chia 4 cửa này. 9 đét luôn, 6 điểm cao nhất. Chia cho anh em một ván nữa này. Máy báo số 3 này. Bốc 3 cây này, lật cái lên này, bẻ cái đối này, cái đối bên này này.
thì bài mình vẫn là bài cao nhất, 6 điểm cao nhất này. Thì đây là chính là cái máy đánh bài mã vạch 2020, công nghệ đẳng cấp nhất 2020 bây giờ. Máy này là có hỗ trợ phần mềm là cài trực tiếp vào smartphone của anh em. Đấy, nó đẳng cấp là như thế. Thì anh em nào mà mua hàng mà quan tâm đến sản phẩm thì anh em alo trực tiếp qua số hotline là 0967544444. Đấy, nhà mình có rất nhiều những mẫu mã đồ bài lá bịp. Lưu ý với anh em là giá rẻ nhất thị trường bài lá bây giờ. Ở miền Bắc thì anh em có thể qua bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc bến xe Giáp Bát. Miền Nam thì anh em có thể qua bến xe miền Đông. Anh em nào ở xa mà không đến mua hàng được, mình sẽ test hàng và gửi hàng trực tiếp cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip. Tôi xin chào tất cả anh em. Trong dịp Tết Nguyên Đán 2021 này, xin chúc cho tất cả anh em đam mê cho bộ môn về bài lá, anh em đi chơi trăm trận trăm thắng, anh em đánh đâu được đấy anh em nhé. Để làm được như vậy, tất nhiên rồi, khi anh em đi chơi thì em phải sử dụng những công nghệ hỗ trợ cho anh em chơi trong bộ môn bài lá, hoặc là anh em chơi sóc đĩa hay là tài xỉu bầu cua cũng vậy anh em nhé. Thì bên nhà chúng tôi cung cấp tất cả các đồ chơi cờ bạc bịp hiện nay, ví dụ như sóc đĩa, tài xỉu, bầu cua. Anh em cần đồ chơi nào thì liên hệ trực tiếp số điện thoại tôi để trên màn hình rồi anh em nhé. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu riêng cho những anh em nào đam mê bộ môn bài lá, giới thiệu đến cho anh em những mẫu kính áp tròng nhìn xuyên ở bài hiện nay anh em nhé. Hiện nay khi em đi chơi bộ môn bài lá này, anh em phải sử dụng những công nghệ ví dụ như kính áp tròng nhìn xuyên bài. Hai, ngoài ra là anh em có thể sử dụng là những cái sản phẩm khác, ví dụ máy đánh bài là những sản phẩm cao cấp nhất hiện nay anh em nhé. Thì đi kèm với những sản phẩm ví dụ kính áp tròng nhìn xuyên bài thì anh em phải sử dụng là cái bài đi theo kính anh em nhé. Nếu như anh em sử dụng bài đi theo kính thì chắc chắn rồi, anh em nhìn bài đằng trước cũng như bài ngửa, anh em nhìn có thể nhìn cả số và cả chất. Không nói nhiều cho anh em nữa, bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế luôn anh em nhé. Thực tế là tôi sẽ đeo trực tiếp cái mắt kính lên camera và tôi sẽ test luôn cho anh em có thể nhìn chứng kiến tận mắt luôn, là anh em có thể nhìn đằng sau, có thể nhìn thấy cả số và cả chất anh em nhé. Và cũng tiện đây, tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em. Thì đây là chiếc máy đánh bài này, vừa rồi nói cho anh em này. Thì dòng máy đánh bài này, dòng máy quét mã vạch, thì bài của nó cũng sẽ phải đi theo máy anh em nhé. Thì khi anh em chơi dòng máy đánh bài thì em có thể chơi được tất cả các trò chơi hiện nay. Ở Việt Nam mình có trò chơi nào, tôi đã tích hợp tất cả các trò chơi đấy vào cái dòng máy đánh bài này rồi anh em nhé. Chi tiết máy như nào anh em đến cơ sở để biết thêm anh em nhé. Thì bây giờ sẽ giới thiệu qua cho anh em về ba mẫu kính, sau khi đó sẽ đi vào test luôn cho anh em nhé. Thì ba cái mẫu kính, thứ nhất là hai cái dòng kính nhập từ Mỹ này. Hai dòng kính nhập từ Mỹ này tôi đã nói cho anh em rất nhiều rồi anh em nhé, về chất lượng hay là về độ mỏng, độ dày nó như thế nào. Hãy nói qua cho những anh em nào chưa biết về kính này, cái mắt kính nó sẽ là màu tím anh em nhé. Nhưng mà khi em đeo lên mắt nó sẽ không phải là màu tím nữa, mà nó sẽ giống như màu mắt của anh em mà khi em đã đeo lên mắt rồi anh em nhé. Anh em đến cơ sở tôi sẽ test luôn cho anh em ba cái mẫu kính, đeo từng cái mẫu kính một, anh em cảm nhận được cái mẫu kính nào phù hợp với anh em, đeo mẫu nào nó êm thì anh em mua cái mẫu kính đấy anh em nhé. Và tiếp theo này, cái mẫu kính hàn nữa này, về chất lượng của nó cũng sẽ là giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau về mẫu mã. Anh em cứ đến cơ sở tôi, anh em lựa chọn mẫu kính nào phù hợp với anh em. Bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em này. Thì để test được cho anh em thì tôi sẽ đeo trực tiếp cái mắt kính này. Đây chính là cái mắt kính áp tròng tôi đã lấy ra từ những cái hộp kính này. Tôi sẽ test luôn cho anh em. Đây là cái test thực tế luôn anh em nhé. Cái mắt kính tôi đeo lên camera luôn, sẽ test, anh em sẽ nhìn đằng sau cũng như đằng trước, nhìn thấy cả số anh em nhé. Ngay bây giờ tôi sẽ đeo lên cái camera của cái máy này. Đây anh em nhé, tôi đã đeo cho anh em nhìn chứng kiến tận mắt luôn. Đấy, miền Bắc thì anh em chơi sâm phẩm, ba cây hay là liêng là cái bộ môn là phổ thông mà nhiều anh em chơi nhất hiện nay. Đấy, anh em sử dụng cái kính này thì anh em chơi liêng là hiệu quả nhất anh em nhé, vì anh em có thể nhìn thấy cả chất rồi. Đấy, nhà người ta có chất nào như nào mình có thể nhìn thấy để mình đi vào, mình vào bài vào tiền hay là không anh em nhé. Đấy, sau khi đeo lên camera thì sẽ cho anh em xem luôn một bộ bài này. Đây là cái bài đi theo kính anh em nhé, bộ bài 2K này. Anh em có thể sử dụng những mẫu bài khác như kim cương, xanh đỏ tím vàng, rồng xanh anh em nhé, 2K hoặc là đô la,
rất nhiều mẫu bài khác nhau. Anh hoặc là anh em ở bên nước ngoài, anh em liên hệ trực tiếp cho tôi, tôi sẽ làm cho anh em cái mẫu bài mà giống như kính anh em nhé. Đấy, cái mẫu bài nào, đấy, mẫu bài nào giống như y hệt như mẫu bài anh em gửi anh em nhé. Anh em gửi mẫu bài bên nước ngoài thì anh em sẽ gửi qua Zalo tôi, đúng cái hình ảnh như vậy tôi sẽ sản xuất luôn cho anh em. Thì bên nhà máy hiện nay sản xuất rất nhiều mẫu bài khác nhau ở Việt Nam, cần tạp hóa có mẫu bài nào bên nhà máy chúng tôi sẽ sản xuất đúng như vậy anh em nhé. Số 3 này anh em có thể nhìn thấy, nhận diện được ngay là số 3. Nhưng về chất của nó như nào thì anh em có thể nhìn thấy ở góc này, ở góc này sẽ có cái dấu tròn tròn anh em nhé. Đấy, thì đấy là số 3 anh em nhé. Và dù về cách nhận biết thì là hai dấu bên này ở hai góc này sẽ là chất dô, còn về chất cơ thì nó sẽ ở hai góc này anh em nhé. Đấy, ba này nó không có dấu hiệu gì, sẽ là ba bích anh em nhé, nó sẽ không có dấu hiệu nhận biết như nào. Đây là tôi đang thử qua hai camera, khi tôi nhìn trực tiếp lên máy này thì đã là rất nét rồi, và khi anh em đeo lên mắt của anh em sẽ là nét tuyệt đối anh em nhé. Đấy, con hai này, hai này không có nhận biết gì, không có dấu hiệu gì cho hai bích này. Đấy, tiếp tục này, bảy này, bảy không nhận biết gì thì là bảy bích này. Đấy, chất này, chất này sẽ là chất tép, như là con sẽ là con 10 anh em nhé. Hai cái gạch này sẽ là chất tép này, đây anh em nhé, 10 tép này. Con 9 này, đấy, dấu hiệu giống nhau này, sẽ là 9 tép này, đây anh em nhé. Cứ hai cái dấu gạch thì là chất tép, hai cái dấu gạch này, đấy, em nhìn này, số 8 này vẫn là chất tép này. Đấy, sẽ chuyển qua cho anh em một chất khác này, đấy, chất cơ này, tôi để chất cơ đi. Đấy, anh em nhìn thấy hai góc này, hai cái dấu tròn ở hai góc này, số 7 chất cơ anh em nhé, số 7 này. Đấy là cái cách nhận biết, và số thì không cần phải nói nhiều rồi, nhìn là anh em có thể đoán được ngay, có thể biết được ngay rồi, số thì vẽ rất là to. Đấy, anh em đeo cái mắt kính này vào thì anh em mới có thể nhìn thấy anh em nhé, còn mắt thường thì chắc chắn sẽ không nhìn được. Đấy, tôi đảm bảo anh em như vậy, anh em có thể nhìn thấy được sau này, làm sao mà có thể nhận biết được anh em nhé, chỉ khi anh em đeo kính vào anh em mới có thể nhìn thấy. Thì qua đây đã giới thiệu đến cho anh em về những mẫu kính áp tròng rồi, anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại tôi để màn hình để được tư vấn và qua trực tiếp cơ sở. Tôi sẽ có 3 cơ sở, thứ nhất là miền Bắc anh em qua bến xe Mỹ Đình, miền Nam bến xe miền Đông, anh em nào gần Đà Nẵng qua bến xe anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.